Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Bạn là mình đây, mình là Toàn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Toàn Tít của mình. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm sao để make một cái bản âm thanh từ 1 phút, 2 phút hay là âm thanh ngắn lên nhiều phút, lên 5, 10 phút tùy theo ý thích hay mục đích của bạn. Thì thường thì các bạn rất có nhu cầu là ví dụ như là cái bản đi mic nhảy hoặc là bản nào đó của bạn. Bạn có muốn độ lên hoặc là tăng thời lượng lên ấy, 1 hoặc 2 phút lên để thành một bài nhảy dài. Thì các bạn thường sẽ cắt bằng tay đúng không? Kéo các bạn nhân nhiều lần cái âm thanh gốc lên để cho nó kéo dài ra. Thì như thế thì âm thanh nó sẽ lên cao trào xong xuống, nó tắt dần xong lại lên thì nó sẽ không được mượt và nó không được hay ấy. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm sao để mix được cái âm thanh nó lên nhiều lần hơn như thế mà rất là đơn giản thôi. Thì các bạn phải có phần mềm đó là Adobe Audition nhé. Đây ví dụ như là cái đoạn clip này là 1 phút chẳng hạn. Bạn tải trên mạng hoặc là chạy đâu đấy. Bạn mở phần mềm lên này. Đây chính là giao diện của phần mềm Adobe Audition này. Đó. Ví dụ ở đây mình có 2 file, 1 file âm thanh và 1 file video. Thì bạn có thể lấy trực tiếp âm thanh sẵn có kéo vào. Hoặc là lấy bản video nhé. Từ video bạn kéo vào đây. Và vào phần media file này và kéo vào đây. Nếu mà nó là âm thanh rồi ấy, thì bạn có thể xử lý trực tiếp luôn. Còn nếu mà nó đang là file video như thế này thì các bạn chọn chuột phải vào đây và chọn phần extra audio to file nhé. Phần new file đây này. Đấy, nó sẽ ra cái bản video như này, à, audio như này. Đấy, mình ví dụ luôn trên cái bản vừa xuất ra từ cái video nhé. Thì các bạn tiếp theo các bạn vào phần các bạn chọn chuột phải vào cái file âm thanh này, sau đó là chọn insert into movie track nhé. Đấy, và chọn new này và đặt tên. Đặt tên hoặc không đặt tên chẳng hạn, ví dụ mình đặt tên đây là mic chẳng hạn nhé. Đấy, các bạn chọn đường dẫn lưu file này, mình ở đây mình để mặc định luôn. Và tần số và các thứ thì mình để tất cả số mặc định nhé, chỉ đổi tên và đổi đường dẫn thôi. Sau đó các bạn ấn ok này thì nó sẽ ra một cái giao diện multi track như thế này. Hoặc là nếu không thì các bạn có thể vào phần file này và chọn new này, sau đó chọn multi-track session thì nó cũng ra như thế này và nó không có cái dòng này đi, thì các bạn chỉ cần kéo cái này, kéo cái file này vào đây. Đó, thì đây chính là cái file gốc chúng ta có kích thước là 1 phút 05. Làm sao để bật được cái mic nó lên thì đầu tiên các bạn chọn vào cái clip này, sau đó chọn file này và chọn phần remix, sau đó là bật enable remix này. Đợi phần mềm nó xử lý một lúc nhé. Ok. Thì sau đó là các bạn vào cái phần này, phần bên phải này, chỗ có cái phần property nó hiện ra bên trái này nhé. Thì các bạn tìm xuống cái mục remix này nhé, remix này nhé. Và thay đổi cái thời lượng ở đây, ví dụ cái này là 1 phút 07 đúng không? Ví dụ mình chọn đây là 2 phút chẳng hạn. Đó, sau đó ấn Enter thì phần mềm nó sẽ tự động xử lý cho làm sao cho âm thanh nó sẽ dài ra khoảng 2 phút đây. Và như vậy nó đã dài khoảng 2 phút rồi. Thì các bạn chú ý nhé. Rồi. Đây. Các bạn chú ý thì cái âm thanh nó sẽ lệch đi khoảng là cộng trừ 5 giây. Ở đây nó sẽ lệch đi khoảng, đây là 2 phút 02, nó sẽ lệch đi cộng trừ 5 giây tùy theo cái xử lý của máy tính. Nếu mà các bạn muốn giữ đúng 2 phút thì các bạn chọn vào cái phần này, click vào đây nhá, cái phần Advanced này. Đó, nó sẽ ra đúng là 2 phút. Còn nếu không thì các bạn cứ để tự do cũng được. Ok. Rồi, như vậy là chúng ta đã có một clip 2 phút rồi. Nghe rất mượt, ví dụ như đây, ví dụ mình đến 1 phút 04 này. Mình nhờ cho các bạn nghe nhé. Đó, nó sẽ riêng với cái bản nhạc của bạn lên một đoạn khá là dài mà nghe rất là hay. Đó, nếu thấy hay thì nhớ like và subscribe cho kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào các clip tiếp theo nhé.